Thông tin từ quan chức quân đội của lực lượng người quốc ở miền Bắc Iraq cho biết là mới đây, tổ chức Hồi giáo IS đã phóng thích ít nhất 350 người Yazidi. Hiện nay, thì tổ chức Hồi giáo IS đang đặt tộc Yazidi vào tầm ngắm trong chiến dịch thanh lọc các luồng ảnh hưởng phi Hồi giáo tại Iraq và một số quốc gia lân cận do tư tưởng của đạo Yazidi thân với Thiên Chúa Giáo. Hầu hết những người được phóng thích đã lớn tuổi hoặc là phụ nữ đang trong tình trạng không bảo đảm về sức khỏe. Trong suốt 5 tháng qua, hàng ngàn người Yazidi đã bị IS giết hại hoặc giam giữ sau khi tổ chức Hồi giáo IS đột kích ngôi làng của họ vào mùa hè năm ngoái. Các tay súng IS di chuyển tù binh từ thị trấn Ta'afa ở miền Bắc Iraq rồi bỏ rơi họ vào hôm 17 tháng 1 tại khu vực cầu Khazer gần với thành phố Izbir, thủ phủ của người quốc. Người Yazidi là một nhóm cộng đồng thiểu số người quốc theo đạo Yazidi, hiện có khoảng 100.000 đến 600.000 người, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc Iraq.